Đấy. Một vị tỳ kheo phát nguyện Bồ Tát sẽ dễ dàng phụng sự chúng sinh, không bị bó buộc vào cuộc túc giới. Ví dụ, vị tỳ kheo thấy người nữ đang gặp nạn dưới sông, trong trường hợp này nếu cứu thì phạm giới, mở ngoặc là phụ túc, đóng ngoặc, nếu không cứu thì có phải Bồ Tát nữa không? Bồ Tát chỉ dùng cho các vị sẽ trở thành Phật toàn giác trong tương lai. Tuy nhiên, theo con thì có thể gọi là các vị thanh văn giác, độc giác khi chưa thành đạo là Bồ Tát, vì các ngài cũng thực hành 10 pháp parami, giúp đỡ hy sinh cho chúng sanh trong thời gian rất dài theo ba bậc hạ trung thượng, và cũng phải trên tinh thần tự giác giác tha. Nhưng theo bạn kia thì chỉ được gọi là Bồ Tát trong trường hợp sẽ thành Phật toàn giác, vì trong kinh điển không gọi thanh văn độc giác là Bồ Tát và không có câu chuyện tiền thân nào của các vị đó. Một lần nữa thì như sư nói, sư rất là mong mỏi là trong khi mà mình còn chưa có được chánh kiến thì mình đừng có tuyệt đường lui của mình đối với các vị thiện tri thức. Đừng như vậy nó uổng lắm. Cái chuyện, cái ví dụ mà cứu cô gái á, là một cái ví dụ, là cái lý luận cùng. Tại sao khi gọi là lý luận cùng? Là bởi vì á, với nhiều người khi mà họ đã bỏ cái cụ túc giới, họ đã bỏ rồi đó, cái việc đầu tiên khi anh bỏ cụ túc giới thì ngay thời điểm đó anh không còn là tỳ kheo nữa. Và nếu như anh là chứng minh cho người nào họ tỳ kheo giới thì người đó cũng sẽ không thành tựu. Tức là kể từ khi anh bỏ cụ túc giới, anh đã cắt đứt cái phẩm hạnh tỳ kheo của anh, và từ đó trở đi anh có truyền giới cụ túc cho bất kỳ người nào đi nữa thì họ cũng không thành tựu, đã cắt đứt luôn cái đường truyền thừa tỳ kheo của anh á. Cái đó rất là nguy hiểm. Cái thứ hai là do anh đã bỏ cụ túc giới rồi cho nên anh không có học luật, và chính bởi vì anh không có học luật cho nên anh mới đưa ra cái lập luận này. Nó đơn giản như vậy. Nếu như mà mình học luật á, mình biết cái vụ này nó giải quyết như thế nào. Bởi vì theo luật ha, bây giờ tôi nói cái vụ mà cứu cô gái đi. Trong luật có một cái chi tiết rất là quan trọng, anh phải học anh mới biết. Thôi bây giờ anh không học mà tôi vẫn nói cho anh biết luôn, là cái tâm của anh á, nó phải khởi lòng dục, thì khi anh xúc chạm phụ nữ anh mới phạm giới. Còn nếu tâm của anh không khởi lòng dục thì anh xúc chạm phụ nữ anh không phạm giới. Mà do mình không có hiểu luật ha. Nói như thế thì nếu như anh muốn thì anh hoàn toàn có thể giữ chánh niệm trong khi anh nhào xuống sông anh cứu cô gái, với điều kiện nha, anh giữ chánh niệm hoàn toàn. Cái chuyện này rất là gọi là rất là khảo nghiệm cái độ tu của mình á. Mình tu giỏi á nha, là mình luôn luôn giữ chánh niệm, mình trong tâm không có lòng dục, trong tâm, trong tất cả các sát na tâm nha, mình không hề có một sát na tâm dục nào xuất hiện. Ok, anh có thể nhảy xuống anh cứu. Còn nếu không á thì cứu cái tâm của mình nó quan trọng hơn. Bởi vì á, cái chuyện mà cô gái cổ chết đuối á, bản thân việc đó không đưa cô gái xuống địa ngục và không đưa mình xuống địa ngục. Bản thân cái việc là mình yếu, gọi là lòng mình đầy dục vọng á, mình không có chánh niệm được, mình lo giữ chánh niệm, thì bản thân việc này cũng không mình đưa xuống, không đưa mình đi xuống địa ngục và vẫn giúp cho mình hoàn thành con đường Bồ Tát đạo. Nhưng nếu như mình nhào xuống mình cứu trong khi mình không có tu, lòng mình đầy dục nhiễm, thì chính cái dục nhiễm đó nó làm cho cô gái, nếu như cổ cũng phát sanh lòng dục nhiễm, cổ cũng đi xuống địa ngục. Trong khi đó lẽ ra mình không nhào xuống cứu, cổ không xuống, mà mình nhào xuống cho nên là cổ đi xuống. Do khi mà xúc chạm á, cổ có lòng dục nhiễm. Đó cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình xúc chạm với họ, mình có lòng dục nhiễm, mình cũng đi xuống địa ngục luôn. Cho nên á, nó nói như thế nào? Là nếu như mình gọi là nhiệt tình mà cộng với ngu dốt nó thành ra phá hoại, là mình không biết thì mình đừng có nhào xuống, mà mình nhào xuống là mình phải biết.
còn mình không biết mà mình nhào xuống là mình hại mình và mình hại người ta. Chính bởi vì như vậy á, theo Phật giáo Nam truyền á, là anh phải quan trọng cái tâm của anh á, anh ngó cái tâm của anh cứu cái tâm của mình trước khi mình cứu người khác. Khi anh cứu người bằng cái lòng không dục nhiễm, anh và họ đều đi lên. Còn anh cứu họ bằng cái lòng có dục nhiễm, anh và họ đều đi xuống. Cho nên đừng có nhân danh Bồ Tát đạo để làm con đường sa đọa cho chúng sanh. Cái thứ hai là sư cũng không biết nói cái gì, bởi vì cái chuyện tiền thân của các đại đệ tử, chuyện tiền thân của các vị tỷ kheo nó đầy ra đó mà mình dám nói không có thì không biết sao. Nó đầy trong kinh tạng á, cho nên là rảnh rỗi không còn chuyện gì làm thì mở ra xem. Thấy sư đại tư cũng cười không mà mấy sư có nói, tôi chia sẻ vài cho qua hả? Rồi.